dự kiến sân nhà của 14 câu lạc bộ tại ASEAN Club Championship mùa giải 2024-2025. Vòng loại. Sân vận động Surveillance, sức chứa 3.750 khán giả. Câu lạc bộ Prachan Rich Surveillance, Cambodia. Sân vận động quốc gia Lào, sức chứa 25.000 khán giả. Câu lạc bộ Young Elephant, Lào. Sân vận động quốc gia Hát Sanan Bolkia, sức chứa 28.000 khán giả. Câu lạc bộ Kasuka, Brunei Darussalam. Sân vận động Thu Unna, sức chứa 32.000 khán giả. Câu lạc bộ San United, Myanmar. Vòng bảng. Sân vận động Batakan, sức chứa 40.000 khán giả. Câu lạc bộ PSM Makassar và câu lạc bộ Borneo Samarinda, Indonesia. Sân vận động Kuala Lumpur, sức chứa 18.000 khán giả. Câu lạc bộ Kuala Lumpur City, Malaysia. Sân vận động Sultan Mizan Zainan Abidin, sức chứa 50.000 khán giả. Câu lạc bộ Terengganu, Malaysia. Sân vận động Chang Arena, sức chứa 32.600 khán giả. Câu lạc bộ Buriram United, Thái Lan. Sân vận động BG, sức chứa 15.114 khán giả. Câu lạc bộ BG Pathum United, Thái Lan. Sân vận động Hàng Đẫy, sức chứa 14.500 khán giả. Câu lạc bộ Công an Hà Nội, Việt Nam. Sân vận động Thanh Hóa, sức chứa 12.000 khán giả. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa, Việt Nam. Sân vận động Jalan Besar, sức chứa 10.000 khán giả. Câu lạc bộ Lion City Sailor, Singapore. Sân vận động Rizal Memorial, sức chứa 12.873 khán giả. Câu lạc bộ Kaya Iloilo, Philippines.